Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày trước Quốc hội báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Báo cáo được các chuyên gia và các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là bám rất sát với diễn biến của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục ghi nhận nhiều thách thức. Các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đến mục tiêu Việt Nam đề ra cho năm 2024, đặc biệt là tăng trưởng GDP ở mức khoảng từ 6 đến 6,5%. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế. Hãng tin TASS của Nga dẫn lại báo cáo, theo đó kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,33% trong quý 3 năm nay. Chính phủ sẽ nỗ lực thực hiện mọi mục tiêu cho năm 2023, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP phải vượt 5% và lạm phát sẽ duy trì ở mức 3,5-4%. Tăng trưởng GDP không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Toàn bộ mục đích của tăng trưởng GDP là tạo ra việc làm, mức sống và thu nhập tốt hơn cho người dân. Vì vậy, cần phải đảm bảo rằng đây là những mục tiêu chính. Chúng tôi đánh giá cao việc trước Quốc hội, Thủ tướng đã hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, hạ mục tiêu tăng trưởng để tập trung vào chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn. Với năm 2024, báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 15 chỉ tiêu được đặt ra, chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, trong đó tăng trưởng GDP khoảng từ 6 đến 6,5%. Với đà phục hồi vững chắc của nền kinh tế Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6 đến 6,5% là khả thi, phù hợp với ước tính của nhiều tổ chức kinh tế lớn. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ đã chỉ đạo tập trung thúc đẩy cả 3 trụ cột bao gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng và cần sự đồng bộ trong chính sách điều hành giữa các bộ ngành. Trong thời gian tới, với lợi thế mặt bằng lãi suất thấp hơn, chúng tôi cho rằng việc nhanh chóng khơi thông dòng vốn, đặc biệt là tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cần được chú trọng trước tiên để củng cố ngành bất động sản, giải tỏa áp lực cho lĩnh vực ngân hàng và thúc đẩy kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn. Những cái mục tiêu mà Thủ tướng đang đề ra là mà tương đối hợp lý. Tăng trưởng lạm phát của Việt Nam thì nó tương đối ổn định so với những nước đang phát triển. Mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra hơn 6,5% là không phải là mục tiêu quá khó, nhưng là Chính phủ Việt Nam tiếp tục lắng nghe và giải quyết những cái vướng mắc khó khăn và triển khai và giới phép là cho nhanh phát huy được cái hiệu quả tối đa của chúng tôi. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, việc đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2024 là khá tham vọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi nhìn thấy sự nỗ lực của chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và sự vươn lên của doanh nghiệp. Cần tiếp tục nâng cao sự cạnh tranh của các công ty Việt Nam, hỗ trợ họ vươn ra biển lớn, củng cố thị trường trong nước phát triển. Chính thị trường trong nước sẽ là điểm tựa cho toàn nền kinh tế trong những cơn gió ngược toàn cầu. Các chuyên gia và nhà đầu tư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cũng như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong tăng trưởng kinh tế. Đồng thời mong muốn trên cơ sở các ý kiến này, Quốc hội sẽ có những giải pháp để tiếp tục đồng hành với chính phủ trong tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới.